Xin chào các bạn đã bao giờ nghe nói về lợn rừng nhiễm phóng xạ chưa? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến Nhật Bản để tìm hiểu tại sao lại có lợn rừng nhiễm phóng xạ. Lợn rừng đã gây ra những hậu quả gì cho Nhật Bản? Và Nhật Bản đã sử dụng những giải pháp nào để xử lý vấn đề này? Hãy cùng chúng tôi khám phá trong video ngày hôm nay để tìm câu trả lời cho những điều trên nhé! Trước khi bắt đầu, đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video thú vị nào trong tương lai. Giờ thì hãy cùng nhau bắt đầu hành trình khám phá ngay thưa nào! Vào ngày 11 tháng 3 năm 2011, một trận động đất cực lớn đã gây ra sóng thần khổng lồ ở phía đông bắc Nhật Bản, làm tê liệt một trong những nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới Fukushima Daiichi. Ba lò phản ứng của nhà máy đã giải phóng một lượng lớn chất phóng xạ vào môi trường. Một khu vực bán kính 20 km quanh nhà máy đã được tuyên bố là khu vực sơ tán, khiến khoảng 90.000 người dân tại Fukushima phải rời bỏ nhà cửa. Theo thống kê, số lượng lợn rừng trong các khu vực cấm định cư xung quanh Fukushima đã tăng 300% sau thảm họa, từ khoảng 3.000 lên đến 13.000 con. Những con lợn rừng này đã gây thiệt hại đáng kể, xâm nhập vào các trang trại lân cận và phá hủy mùa màng. Sự thiếu vắng con người và sự bỏ hoang đất nông nghiệp ở khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi đã dẫn đến bùng nổ dân số lợn rừng. Việc di tản con người và bỏ hoang đất nông nghiệp đã tạo điều kiện cho động vật hoang dã, bao gồm lợn rừng, xâm chiếm vào những khu vực này. Chúng đã xâm nhập vào các ngôi nhà trống và sử dụng chúng làm nơi sinh sản. Lợn rừng ở Fukushima bị nhiễm phóng xạ cesium-137 khiến chúng trở nên không an toàn để tiêu thụ. Điều này đã khiến những thợ săn không còn quan tâm đến việc săn lợn nữa, góp phần vào sự phát triển không kiểm soát của chúng. Đặc biệt, lợn rừng có thể tiêu thụ thực vật hoặc động vật đã nhiễm phóng xạ, từ đó tích tụ và lan truyền chất phóng xạ trong môi trường. Sự phát triển của lợn rừng hoang dã có thể gây khó khăn cho việc trở lại nơi ở của người dân. Lợn rừng là loài động vật hoang dã rất hung dữ, chúng có thể tấn công con người, gây nguy hiểm và hoang mang cho người dân. Chính phủ Nhật Bản không khuyến khích người dân tự ý săn bắt và ăn thịt lợn rừng nhiễm phóng xạ. Thay vào đó, họ thường thực hiện các biện pháp kiểm soát số lượng lợn rừng thông qua các chương trình quản lý chính thức và có tổ chức.
tại Nhật Bản, việc sở hữu giấy phép săn bắn và giấy phép sử dụng súng rất nghiêm ngặt. Để có được các giấy phép này, bạn phải vượt qua các cuộc thi nghiêm ngặt và nhiều bài kiểm tra khác. Do đó, ở Nhật Bản, thường áp dụng phương pháp săn bắt lợn rừng bằng những chiếc bẫy bằng dây thép. Khi lợn rừng đến gần, chúng sẽ bị bẫy kẹp vào chân và không thể trốn thoát. Sau đó, người thợ săn sẽ sử dụng kỹ năng tuyệt vời của mình để khống chế lợn rừng. Ngoài ra, việc sử dụng chó săn cũng là một giải pháp hiệu quả. Những chú chó săn dũng mãnh, khi phát hiện ra lợn rừng, chúng đã sử dụng kỹ năng bơi lội tuyệt vời của mình để truy đuổi con lợn rừng. Sau đó, lợn rừng nhanh chóng bị chó săn và thợ săn khống chế. Bẫy lồng cũng là một loại bẫy được sử dụng phổ biến ở Nhật Bản. Trong lồng, người ta đặt những loại thức ăn mà lợn rừng yêu thích. Khi lợn rừng vào lồng, cửa ra vào sẽ nhanh chóng bị sập lại và chúng không thể trốn thoát. Hiện nay, mặc dù chính phủ Nhật Bản đã triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm bớt và kiểm soát số lượng lợn rừng sau thảm họa năm 2011, nhưng việc kiểm soát hoàn toàn vấn đề này vẫn còn là một thách thức lớn. Việc xử lý và tiêu hủy an toàn xác lợn rừng nhiễm phóng xạ đòi hỏi cơ sở hạ tầng và tài nguyên đặc biệt. Điều này là một thách thức lớn đối với quốc gia này. Qua video này, các bạn đã hiểu phần nào về những tác hại nghiêm trọng mà lợn rừng đã gây ra cho đất nước Nhật Bản. Bạn có giải pháp nào tốt hơn cho vấn đề này hay không? Hãy để lại ý kiến của bạn phía dưới video để chúng ta cùng nhau thảo luận nhé! Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu các bạn yêu thích video, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!